Vừa qua tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức ngày hội sách khoa học và trưng bày toàn bộ các tựa sách thuộc tủ sách khoa học khám phá, đánh dấu hành trình 15 năm của tủ sách giá trị này. Ngày hội được thiết kế với nhiều hoạt động hấp dẫn phù hợp với mọi lứa tuổi như giao lưu với ba chủ biên của tủ sách khoa học và khám phá, cũng là những nhà khoa học, dịch giả uy tín, tổ chức sân chơi khoa học vui với các trò chơi khuyến khích sáng tạo và tình yêu khoa học với các bạn nhỏ, trưng bày sách khoa học và các tựa sách gắn với tủ sách khoa học khám phá. Với mục tiêu mang khoa học đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, tủ sách khoa học và khám phá được chính thức thành lập vào ngày 4 tháng 8 năm 2008. Tủ sách tập hợp những tác phẩm khoa học thường thức nổi tiếng trên thế giới, cập nhật những phát kiến khoa học mới nhất, lật lại những vấn đề lịch sử, đào sâu vào cuộc đời của các nhà khoa học nổi tiếng hay lịch sử của những phát minh thay đổi thế giới. Ba tựa sách đầu tiên trong bộ là Thế giới lượng tử kỳ bí, Bảy nàng con gái của Eva, Mật mã từ cổ điển đến lượng tử. Tiếp sau đó, trong 15 năm, tủ sách đã có 44 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như toán học, vật lý, thiên văn học, tin học, sinh học. Mỗi quyển sách đều là một công trình công phu từ khâu mua tác quyền, dịch thuật, biên tập, sản xuất cho đến việc giới thiệu sách đến đông đảo bạn đọc. Đây là mảng sách khó nhưng lại mang giá trị tri thức cao, trong đó có nhiều quyển nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc và đã được tái bản nhiều lần. Trong 15 năm hình thành và kiên trì hoạt động, tủ sách đã tạo được uy tín và đạt được chỗ đứng nhất định trong lòng độc giả, góp phần đưa những kiến thức khoa học đến với đông đảo bạn đọc.